Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lotto AZ, mình là Review. Và với số tiền khoảng 16, 17, 18 triệu thì mình nghĩ đang là một số tiền khá là nhiều anh em quan tâm đến những chiếc laptop gaming hay những chiếc laptop văn phòng hiệu đẳng cao. Và trong tập tiền này thì chúng ta có vài sự lựa chọn như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là IdeaPad Gaming 3, Acer Nitro 5 AMD hay là Acer Aspire 7. Nhưng hôm nay mình sẽ mang thêm cho anh em một sự lựa chọn nữa. Ngoài những thương hiệu như là Acer hay là Lenovo ra, thì nếu anh em đang tham khảo những cái video về bầu cử Mỹ thì có lẽ là một chiếc laptop gaming đến từ Mỹ có khi là một sự lựa chọn khá là thú vị đấy chứ. Đây là chiếc HP Pavilion Gaming 15 phiên bản của 2020. Và liệu chiếc máy này có những điểm gì đặc biệt? Và mức giá chiếc máy này chỉ từ 16 triệu thôi. Vậy thì thực sự chiếc máy này có ngon hay không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc máy này trong video này nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo những mẫu HP Pavilion Gaming 15 này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Vậy lần đầu tiên, với mức giá của sản phẩm này là sản phẩm sách tay từ thị trường Mỹ, đây không phải là sản phẩm bán chính hãng tại Việt Nam. Thế nên là mức giá của sản phẩm này rất là dễ tiếp cận, chỉ từ khoảng 16 đến 17 triệu thôi. Vậy thì hai yếu tố chúng ta cực kỳ phải quan tâm trên chiếc máy này là gì? Vì sao chiếc máy này có giá rẻ như vậy? Đầu tiên là chúng ta có một cấu hình đến từ AMD rất là quen thuộc rồi. CPU AMD Ryzen 5 4600H với 6 x 12 luồng cùng xung nhịp tối đa là 4.0GHz. Cùng với đó là card đồ họa GTX 1650 4GB. Cùng với đó là thanh RAM trên máy là khoảng 8GB. Và tất cả những cái cấu hình này trên mức giá là khoảng 16 triệu thì mình thấy đây là một chiếc máy có cấu hình rất là tốt cho tầm tiền rồi. Anh em hoàn toàn có thể chơi những tựa game tốt nhất hiện nay, kể cả game eSports hay là game offline, hoàn toàn có thể để setting ở mức gọi là medium thì chắc là ô chơi được thôi. Còn eSports anh em cứ max setting chơi cho mình nhá. Nếu mà anh em chơi game nhiều quá nên muốn quay sang làm việc thì chúng ta có thể làm việc có vẻ đơn giản như là edit video 2D. Ở đây thì mình có thử edit video với Adobe Premiere Pro, một cái phần mềm khá là phổ biến hiện nay. Với những footage 4K thì mình thấy là máy này hơi thiếu RAM. Với 8GB RAM thì thực sự ra là anh em chỉ chơi game thì mình nghĩ là đủ. Còn nếu edit video thì chúng ta trang bị thêm một thanh RAM 8GB nữa, vừa để giúp máy chạy đua channel tối ưu tốt cho hiệu năng của card đồ họa onboard. Vì đây là thành phần rất là tốt để anh em edit video tối ưu được hiệu năng tốt nhất khi mà preview hay thậm chí kể cả render. Về nhiệt độ của máy trong quá trình hoạt động thì mình thấy là với CPU thì hoạt động nặng lắm, chỉ khoảng 85 độ C, cùng lắm là dưới 90 độ C thôi. Còn với card đồ họa khi mình chơi game lâu trong thời gian dài sẽ là khoảng 67 độ C đến 68 độ C. Mình thấy đây là mức nhiệt độ khá là mát, đặc biệt là mát với một chiếc máy có độ yên tĩnh rất là cao khi mà mình không nghe thấy tiếng quạt quá lớn trong quá trình mình sử dụng. Nhưng cái điểm trừ duy nhất mà mình không thích ở cái vấn đề là tản nhiệt kiểu thiết kế của chiếc HP này thì họ lại cho thổi thẳng vào cái phần bản lề. Thế nên là nhiệt độ của máy rõ ràng là hoàn toàn có thể mát mẻ hơn được. Dẫu sao thì đây sẽ là một điểm mà chúng ta phải đánh đổi cho một chiếc máy với mức giá chỉ là 16 triệu thôi. Vậy thì mình cũng khá là tò mò không biết bên trong chiếc máy này có hệ thống tản nhiệt ra sao và đặc biệt là khả năng nâng cấp của chiếc máy này như thế nào. Thế hãy cùng mình tìm hiểu bên trong của chiếc HP Pavilion Gaming 15 nhé. Ở bên trong của chiếc HP Pavilion Gaming 15 này thì điểm đầu tiên mình chú ý là vị trí của RAM và SSD khá là dị khi mà chúng ta sẽ có hai khe RAM ở đây. Anh em hoàn toàn có thể nâng cấp lên tối đa là 32GB nhé. Cùng với đó là một khe M2 NVMe được đặt sẵn ở đây rồi và được che chắn rất là kỹ càng. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có là hệ thống tản nhiệt kép với hai quạt đây cùng hang đồng khá lớn. Điểm cộng của cái hệ thống tản nhiệt này là sẽ tối ưu chi phí tốt hơn, nhưng mà hệ thống tản nhiệt này sẽ giúp cho là CPU không được hoạt động quá là tốt vì CPU sẽ hấp thụ nhiệt của card đồ họa mà. Ở bên trái này chúng ta sẽ có là một khe 2.5 để anh em nâng cấp HDD hoặc là SSD nhé. Ở đây cuối cùng chúng ta có một thỏi pin là 52W. Đó tất cả những gì bên trong của chiếc HP Pavilion Gaming 15 phiên bản AMD này. Đó là về bên trong của chiếc HP Pavilion Gaming 15. Mình có một điểm muốn đề cập đến anh em tiếp theo là điểm mà khiến cho chiếc máy này có mức giá dễ tiếp cận đến vậy là màn hình. Màn hình của chiếc máy này được hãng công bố là SVA hay viết tắt của Samsung View Angle. Thì mình thấy là cái màn hình này có góc nhìn từ trên xuống nó giống như màn hình TN và góc nhìn của hai bên thì cũng không thực sự quá là tốt. Dẫu sao thì màn hình này là màn hình mà giúp cho chúng ta tối ưu được chi phí nhất. Thế nên phổ màu của màn hình này là 63% sRGB, 47% Adobe RGB, độ sáng là 217 nit, tương phản khá là thấp là khoảng 690:1 và delta E khá cao là 11.56. Và để khắc phục cho cái việc là màn hình có cái độ phổ màu không được tốt cho lắm, cùng với độ delta E khá là cao, cảm giác nhìn nó hơi bị mù mờ, nó hơi bị trắng một chút, thì mình đã cân lại màu màn hình bằng SpiderX Elite. Thì mình thấy là sau khi cân thì độ sai màu sẽ khoảng là 3.06
Và màu sắc thì nhìn nó được dễ chịu hơn, nó không bị nhức mắt quá nhiều trong một thời gian dài mà mình sử dụng. Thì về độ sáng màn hình thì mình nghĩ cũng là một độ sáng khá đủ trong tầm tiền, 220 nit, cũng không phải quá sáng nhưng mà cũng không phải là quá tối, quá bị mù mờ như những chiếc màn hình của laptop gaming đeo, với chỉ khoảng 190 nit thôi, đúng không? Về thiết kế của chiếc máy này thì chúng ta phải quay lại một chút về vẻ ngoài. Từ nãy giờ chúng ta nói khá là nhiều về phần màn hình và về phần hiệu năng rồi. Thiết kế chiếc máy này hoàn toàn giữ y nguyên so với bản HP Pavilion Gaming 15, nhưng bản AMD nhá. Bản Intel thì chúng ta sẽ có hai khe gió tản nhiệt rất to và bự ở đây. Thì năm nay họ đã làm tản nhiệt thổi thẳng vào bản lề. Về ngôn ngữ thiết kế của máy thì chúng ta vẫn có một chiếc logo HP màu xanh ở mặt lưng, một tông đen chủ đạo cùng với đó là những cái đường vát ở xung quanh máy vừa tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Nhưng nói chung là sản phẩm này vẫn không quá là mạnh mẽ như mình mong đợi. Mình nghĩ là thiết kế nó gai góc hơn nữa thì chắc chắn là sẽ thu hút được nhiều anh em. Về bên trong của máy thì chúng ta có một viền màn hình rất là mỏng, sexy đúng không? Viền trên sẽ hơi dày một chút và điểm mà chúng ta sẽ quan tâm là về phần bản lề. Ở năm trước thì HP họ làm bản lề chưa được tốt thì năm nay họ lại tiếp tục phát huy làm bản lề chưa tốt luôn. Khi mà chúng ta có một cái bản lề thực ra thì gập mở khá là tiện tay, anh em hoàn toàn thể mở máy một tay, nhưng mà nó khá rung rinh trong quá trình mình sử dụng. Mình nghĩ là HP nên tiếp tục cải thiện vấn đề bản lề này hơn, sẽ giúp cho trải nghiệm chúng ta là tốt nhất. Và ở bên dưới máy thì chúng ta có một bàn phím màu tông xanh đi kèm với cả logo đằng sau máy. Ở ngoài ra thì phần trên cái khu vực bàn phím chúng ta có loại tiết logo loa được dập hình lục giác hay là hình vuông hay hình gì đó mình không biết, nhưng mà nhìn nó khá là nổi bật và tạo ra cá tính của sản phẩm. Ok, và đó là về tất cả về thiết kế chiếc máy này. Thì mình nghĩ là thiết kế chiếc máy này đi thiên hướng là một chiếc laptop văn phòng nhưng mà lại có một vài nét gaming, chứ không thực sự gaming hẳn mà cũng không thực sự văn phòng hẳn. Với thiết kế thì mình nghĩ sẽ để cho anh em tự đánh giá thiết kế như nào là tốt, như thiết kế như nào là đẹp nhá. Về hoàn thiện của máy thì có lẽ điểm thay đổi năm nay duy nhất là không có gì cả, khi mà chúng ta vẫn có vỏ nhựa được hoàn thiện, nói chung là ở mức chấp nhận được trong tầm tiền. Mình nghĩ là nếu mà họ có thể làm chắc chắn hơn nữa thì mình sẽ rất là ưng cái vấn đề là về chất lượng thiện máy. Về cái việc là về lớp phủ trên chiếc máy này thì họ làm kiểu phủ vừa sần sần vừa mịn mịn, mình rất là khó miêu tả, nhưng mà mình sờ lên thì nó rất là thoải mái trong quá trình mình đặt tay lên và mình sử dụng. Thì đây sẽ là điểm cộng cho cái hoàn thiện của chiếc HP này. Điểm cuối cùng về hoàn thiện thì có lẽ là mình thích ở cân nặng chiếc máy này là khoảng 2,2 kg. Nó không quá nặng như những chiếc Dell G3 nhưng mà nói chung nó không phải quá là nhẹ. Dẫu sao thì nhìn form máy nó khá là gọn gàng, thế nên là mình hoàn toàn có thể cho máy ở trong ba lô sử dụng một cách rất là dễ dàng. Nói chung là về chiếc máy này thì mình nghĩ là về hoàn thiện có lẽ làm tốt trong tầm tiền, chưa phải xuất sắc nhưng mà gọi là tốt trong tầm tiền rồi. Ngoài ra những yếu tố khác nữa, ngoài màn hình, về thiết kế, về những cái yếu tố như là về hoàn thiện chẳng hạn, thì bàn phím và touchpad cũng là nhiều điều mà anh em quan tâm, vì đây là hai cái điểm mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất với cả là một chiếc máy laptop đúng không. Về bàn phím thì hành trình phím mình thấy là có thể làm được sâu hơn nữa, hay độ nảy khá là tốt, đặc biệt là chúng ta có bàn phím full size, có cả phím 0 1 2 3 4 5 6 để chúng ta nhập liệu dễ dàng hơn. Đèn led màu xanh mình nghĩ là khá nổi bật và sẽ giúp cho anh em sử dụng trong lúc nào mà thiếu sáng, thì đây sẽ là một cái trang bị rất là tốt. Touchpad của máy thì bề mặt khá là lớn, nó lại làm mặt nhựa mịn, thế nên là cảm giác gì nó còn hơi rít rít. Tracking hay là độ chính xác hay là độ delay của cái touchpad này vẫn chưa được tự tốt. Nói chung là về chơi game hay là để làm việc thôi thì anh em trang bị thêm một chuột nữa mình nghĩ là sẽ hay ho hơn. Về xung quanh của bên máy, về cổng kết nối thì cổng kết nối trên chiếc máy này cũng là một điểm rất là thú vị đấy. Ở bên cạnh trái của chiếc HP Pavilion Gaming 15 thì chúng ta có một cổng USB-A. Và điểm mình thích nhất trên chiếc máy này đấy là về cổng kết nối nguồn, khi mà họ đặt ở ngay góc máy này đúng không, tiết kiệm cho diện tích của máy rất là tiện lợi luôn. Sang bên phải của chiếc HP Pavilion Gaming 15 thì chúng ta có một cổng HDMI, một cổng USB-A, một cổng RJ45, một cổng USB-C và vài đèn báo trạng thái. Cùng với đó ở dưới chúng ta sẽ có một jack combo tai nghe 3.5, một khe thẻ SD để cho anh em nào mà cần sử dụng thì sẽ rất là tiện lợi đấy. Nhưng tổng kết lại trên chiếc máy này lại chỉ có mỗi hai cổng USB-A thôi. Thế nên đây sẽ là một điểm trừ nhỏ nhỏ cho chiếc HP Pavilion Gaming 15 phiên bản 2020 này nhá. Và đó là tất cả những gì về cổng kết nối trên chiếc máy này. Cuối cùng và những yếu tố phụ khác về pin của máy thì có lẽ là nhiều anh em quan tâm. Về thời lượng pin thì mình đã sử dụng ở độ sáng tối đa thì mình thấy là khoảng 2 tiếng 15 phút đến 2 tiếng rưỡi cho các tác vụ văn phòng thôi, thì mình nghĩ là đủ. Còn nếu anh em mà chơi game thì chắc chắn là chỉ được khoảng 1 tiếng hơn thôi. Về loa của máy thì năm nay hãng họ không dập, họ có dập thêm cả logo B&O nữa. Thế nên là trang bị loa trên chiếc máy này mình nghĩ là rất là tốt. Để nghe nhạc vocal, để nghe nhạc hát thì chúng ta rất là ưng luôn. Nhưng mà cái nhạc EDM, nhạc sập sình một chút thì hơi thiếu giải âm trầm, thế nên nó chưa được
tung hứng cho lắm, nó chưa được hồi hộp cho lắm, nó chưa được sao nhỉ, rất là khó để miêu tả, nhưng mình rất là thích cái loa chiếc máy này, đủ để nghe nhạc vocal, nghe nhạc sập sình thì chưa đủ. Đó tất cả những gì về chiếc HP Pavilion Gaming 15. Với hai yếu tố chúng ta phải quan tâm để rút gọn cho giá thành của chiếc máy này. Đầu tiên là về cấu hình, chúng ta sẽ sở hữu cấu hình của CPU Ryzen. Thứ hai là về màn hình. Màn hình chiếc máy này là màn hình SVA và màn hình này cho góc nhìn và phổ màu ở mức trung bình trong cái tầm tiền này rồi. Và nếu anh em muốn cải thiện thêm về màn hình thì hoàn toàn có thể cất lại màu tại cửa hàng laptop AZ nhá. Và nếu anh em, những người nào đã sử dụng hay là sở hữu chiếc HP Pavilion Gaming 15 này, hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận về trải nghiệm của anh em với chiếc máy này để cho nhiều người cùng biết nhé, đặc biệt là với cá nhân bản thân mình. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc HP Pavilion Gaming 15 này, hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Và đừng quên mã giảm giá AZ300, chi tiết chương trình giảm giá và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn.